Tiếp nối cùng những thông tin đáng chú ý khác của Cà Phê Nóng. Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, những tháng đầu năm 2024 thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, và trong những tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã phát hiện và ngăn chặn nhiều thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại tinh vi phức tạp, qua đó khẳng định vai trò trong công tác đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cộng đồng, góp phần ổn định an ninh trật tự trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Theo Tổng cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Cơ quan hải quan đã phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại. Đối tượng tham gia hoạt động này chủ yếu là cư dân biên giới, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều đường mòn, lối tắt, lợi dụng đêm tối để vận chuyển hàng lậu về nội địa tiêu thụ. Trước tình hình đó, Cục Hải quan tại các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện thông thương qua khu vực cửa khẩu. Qua tình hình chung, chúng tôi đánh giá là hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã vẫn xảy ra. Tuy nhiên, với cái sự tăng cường kiểm soát của cơ quan hải quan và những biện pháp tích cực thì đã ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng này. Một số vụ việc cơ quan hải quan phát hiện là với số lượng lớn ngà voi, phần lớn là vận chuyển từ châu Phi về, nhưng đối tượng đã vận chuyển qua nhiều cảng trung gian để che giấu nguồn gốc. Một số trường hợp thì có thủ đoạn hết sức tinh vi như đưa vào những cái khối gỗ và có những chất để ngăn, để chống lại cái hoạt động soi chiếu của cơ quan hải quan. Cũng theo ngành hải quan, đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên theo dõi các hoạt động của lực lượng chức năng. Đặc biệt, các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện và bắt giữ. Thì các cái trang thiết bị mà kiểm tra kiểm soát hải quan, trong đó có cái việc là đưa máy soi container vào hoạt động thì đã làm tăng cái công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện thông thoáng cho các cái hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu, giảm thời gian thông quan nhưng mà vẫn đảm bảo được cái việc kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, chống những mặt hàng cấm. Đặc biệt là trong cái công tác kiểm tra kiểm soát ma túy thì có tác dụng rất lớn trong việc là phòng và chống những hiện tượng là buôn lậu ma túy qua biên giới. Trước tình hình đó, Cục Hải quan các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện thông thương qua khu vực cửa khẩu. Chi cục phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng đứng chân trên địa bàn, thực hiện tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm, khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu, các đường mòn, lối mở. Đơn vị chủ động thu thập thông tin, nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cơ quan hải quan không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước, hải quan các nước trên thế giới để ngăn chặn kịp thời những vụ buôn lậu, gian lận thương mại.